Mí có một bí mật. Một bí mật này là Yến bật mí ngay để cho các bạn biết bí mật này nó tuyệt vời như thế nào. Đó là trước mắt tôi một người đẹp, một người làm trong một cái lĩnh vực mà ai cũng cần, đó là cái gì ạ? Theo các bạn thì các bạn cần nhất điều gì trong cuộc sống? Có người thì nói rằng tôi cần tiền, có người thì nói rằng cần thời gian, có người thì là cần hạnh phúc. Nhưng mà các bạn có thừa nhận là nếu cái cơ thể này không còn nữa thì không thể giải quyết được các việc kia không ạ? Thì cô ấy là người đem lại cho bạn một cái sức khỏe hoàn hảo để bán, để bạn giải quyết được tất cả những mong muốn trong cuộc sống. Và cô ấy là ai? Cô ấy rất đẹp. Tôi cho các bạn xem luôn nha. Đây là rất là tuyệt vời. Xin chào em. Em có thể giới thiệu cho khán giả biết là em là ai và em làm trong lĩnh vực gì không? Dạ, em tên là Ngọc Minh Châu. Em thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ 4.0. Em làm bên lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp ạ. Sản phẩm cụ thể? À, sản phẩm của em là sản phẩm Việt Nhật. Là sản phẩm là từ Nhật Bản có và sản phẩm từ Việt Nam có ạ. À, nó chi tiết là nó sẽ giúp cho người ta giải quyết được vấn đề gì trong cuộc sống? À, sản phẩm của em á, là sẽ đáp ứng á, là những cái là những chất dinh dưỡng cho cơ thể. Đúng rồi, khoáng chất vi lượng trong cuộc sống hàng ngày rất là thiếu đúng không em? Dạ. Đấy các bạn ạ, đặc biệt ví dụ như tôi có biết là trong cái sản phẩm dịch vụ của em ấy thì có omega đúng không? Omega 3 đúng không? Có không? Dạ, canxi. Ví dụ như này đi, các bạn có biết rằng là cái viên omega 3 mà thông thường chúng ta sử dụng ấy, chúng ta không biết về công dụng của nó, chúng ta tưởng cho mắt không có phải nhá. Nó còn giúp cho mạch máu của chúng ta sạch, nó còn giúp cho đẩy đi những độc tố trong cơ thể nữa. Đấy, thế nên là các bạn hãy nhớ là để có sức khỏe hoàn hảo cần phải gặp chuyên gia, những người họ làm về lĩnh vực của họ, giống như bạn là Châu đây nè. Đấy, và bạn ấy sẽ giúp các bạn chi tiết khi mà các bạn trở thành thành viên của BBCI Việt Nam. Hiện nay thì em đang là thành viên của cộng đồng nào nhỉ? Dạ, em thuộc thành viên của cộng đồng Quang Trung. À, Quang Trung ở Gò Vấp các bạn. Nhưng mà hôm nay em đến dự cộng đồng nào? Dạ, em đang ở cộng đồng Quảng Phúc ạ. À, các bạn thân mến, BBCI Việt Nam là phát triển theo từng quận, từng phường để giúp cho chủ doanh nghiệp là không phải mất thời gian đi lại. Nghĩa là các bạn ở đâu các bạn sẽ tham gia cộng đồng tại đó. À, việc đầu tiên là chúng ta sẽ tiết kiệm một thời gian là tiết kiệm vàng rồi. Đấy, nên là bạn đang ở đâu? Bạn đang ở quận nào? Và bạn đang có vấn đề gì trong kinh doanh cũng như là cuộc sống thì hãy để lại thông tin bên dưới để đội nhóm chúng tôi. Trong đấy có rất là nhiều người, nhưng mà ngay tại video này là có tôi, Lai Yến và bạn Châu sẽ trực tiếp hỗ trợ cho bạn khi bạn để lại thông tin ở trên cái video này, đúng không em? Dạ. Yeah. Rồi, rất là tuyệt vời. Và các bạn thân mến, điều mà tôi kêu gọi đến các bạn đó là hãy trở thành một người có tư duy tích cực, đó là hãy có được những mối quan hệ chất lượng. Và mối quan hệ chất lượng đấy ở đâu? Phải là cái môi trường mà tạo ra những cái mối quan hệ chất lượng đấy. À, khi đến với BBCI thì em thích nhất điều gì? À, em thích nhất là anh chị ở đây rất là nhiệt tình. Ừ. Và đặc biệt là những bạn nào mà doanh nghiệp nhỏ vừa còn thiếu kiến thức hoặc là thiếu mối quan hệ và nguồn vốn, hãy đến BBCI nhé. Ấy, thấy chưa? Bạn thấy chưa? Tôi còn thiếu cả vốn đến đây được luôn đấy. Thì kinh không? Tại vì ở đây nó có một cái kiềng ba chân, thì một cái chân đó là đầu tư các bạn ha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây và đợi khán giả inbox, comment bên dưới và chúng ta sẽ hỗ trợ nhé em Châu. Yeah. Rồi, vậy chúng ta chào khán giả nào. Bye bye.